Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Blue Story. Thì cũng lâu lắm rồi mình mới làm cái video mà dạng ngồi nói chuyện với mọi người như thế này. Thật ra thì cái video nào mình cũng nói cái câu này hết, mà cũng thật là như vậy. Mình càng ngày càng không có thời gian đó mọi người. Thì hôm nay tranh thủ là mình vừa mới nộp bài xong và cũng vừa nhận được email của tutor là đã approve các bài của mình rồi, nhưng mà mình lười không làm tiếp thì mình lấy máy ra ngồi nói chuyện với mọi người. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì tụi mình đã ở Đức được 4 tháng. Mình qua vào tháng 2, đầu tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Bây giờ liễu tháng 5 rồi. Là 3 tháng rưỡi đi, là mình đã sống ở Đức được 3 tháng rưỡi rồi. Thì cũng có một số những cái trải nghiệm ban đầu mà hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái việc mà mình cảm thấy mới lạ hoặc là thú vị hoặc là hay hoặc là không hay gì đó về cuộc sống ở Đức ở đây. Thì mình cũng muốn disclaimer trước luôn là trong cái video này sẽ có những lúc mà mình vô tình so sánh giữa cuộc sống giữa Đức và Việt Nam. Bởi vì điều hiển nhiên thôi, mình người Việt Nam, mình sống ở Việt Nam và bây giờ thì mình đang sống ở Đức, thì mình chỉ có hai cái quốc gia để có thể so sánh tương quan với nhau được thôi. Điều này không có nghĩa là mình chê Việt Nam như thế này thế nọ hoặc là khen Đức như thế này thế nọ. Tất cả những cái gì mình biết á, thường là sẽ rất là mới đối với mình, và mình cái gì mới thì mình sẽ cảm thấy là thú vị. Điều đó không có nghĩa là mình sẽ chê bai Việt Nam. Mình nói trước để không muốn bị quy chụp là mới sống ở nước ngoài có vài tháng mà bài đặt này nọ bla bla. Thật ra mình chê Việt Nam thì không phải mới gần đây đâu mọi người. Mình sống ở Việt Nam mình vẫn chê Việt Nam thôi. Nhưng mà ở Việt Nam có gì tốt thì mình vẫn khen chứ. Những cái gì mình được lợi ích từ quê hương đất nước của mình thì mình khen. Còn cái gì mà mình không được lợi ích thì mình chê. Cái đó là những cái tâm sinh quan rất là bình thường của một con người mà, đúng không? Ok, so thật ra thì cái video này mình không có làm cái script trước. Mình cũng chưa biết là mình sẽ nói những gì nữa. Thì có thể là mình sẽ nói dài dòng hoặc là lập ý. Chứ vậy mà video này cũng có thể là bị cắt rất là nhiều. Tại thường mình nói xàm, nói nhảm hoặc là mình cắt hết trơn rồi mọi người. Sorry, có cái gì trong mắt của mình đó, cho nên mình phải dụi hoài. Hình như là cái lông mày, lông mi chứ nhầm. Điều đầu tiên mà mình cảm thấy ấn tượng đó là người ở đây họ rất chú trọng về cái quyền riêng tư. Ví dụ như nhà ở đây khi mà ở sát vách với nhau thì thường người ta sẽ xây hàng rào lên hoặc là trồng cây để che khuất cái khoảng sân phía trước hoặc phía sau nhà. Người ta không muốn là những cái gì người ta sinh hoạt ở bên trong thì bị cái người đi đường nhìn thấy. Thường mình thấy nhà ở Việt Nam sẽ xây cái hàng rào rất là to, rất là đẹp, rất là cao. Nhưng mà hàng rào song sắt, có nghĩa là bạn đi ngang qua bạn có thể nhìn thấy vào bên trong được. Và cái nhà ở bên trong á, thì thường là cái cửa nhà chính á, tụi mình thường xây rất là to. Ví dụ như nhà của mình ở dưới Cần Thơ cũng vậy. Hầu như cái tâm lý của người Việt mình xin lỗi, Dory nó muốn vào, mình đang đóng cửa phòng. Cái này là do văn hóa thôi, cái sự khác biệt văn hóa theo mình cảm nhận. Ví dụ như là ở Việt Nam á, thì như nhà của mình đi, thích là trong nhà là đẹp thì phải xây cái cửa to, cửa rộng để mọi người nhìn vào, mọi người thấy được cái sự giàu sang phú quý. Nói chung là có của là muốn khoe ra đó mọi người. Giống như hồi xưa khi mà ai có giàu á, thì người ta sẽ thường thích đeo bộ vòng kiểu như là một khúc vòng như vậy, hoặc là đeo vàng, đeo đôi bông gì. Nói chung là đi ra đường là đeo vàng mà cung cung dùm 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 đó, là người ta muốn thể hiện cái sự giàu có thịnh vượng của mình. Thì đối với nhà cũng vậy, nhà thì cửa chính là phải xây to, xây rộng. Xin lỗi mọi người, con Dory nó cứ Dory leave it, no Dory. Thời gian gần càng về gần đây hoặc là những cái thành phố lớn hơn á, thì cái văn hóa nó bắt đầu nó có sự chuyển biến thay đổi, thì người ta càng ngày càng privacy hơn, kiểu như càng muốn giữ không gian riêng tư hơn đó. Thì ở bên Đức thì cái chuyện này là giống như là 100% luôn, là người ta mong muốn như vậy. Nhà ở đây á, cửa chính của họ làm rất là nhỏ, hoặc là những cái mình thấy những cái khu chung cư ở đây á, thường cao lên tầm 5 tầng là maximum, không có cao hơn, ít khi nào cao hơn 6 tầng ở trong thành phố nha, còn ngoài rìa thành phố thì mình không biết. Và thường những cái khu chung cư họ sẽ xây theo cái kiểu hình vuông đó mọi người, là mỗi một cái cạnh là một cái block nhà, thì chính giữa sẽ có một cái vườn hoa hoặc là công viên nhỏ, nói chung là cái khu nội của người ta. Thì đường vào những cái block nhà thường là một cái cánh cửa rất là nhỏ. Là nhiều khi bạn nhìn như cửa nhà bình thường của mình ở trong nhà, cái cửa mà một cánh á, nhưng mà thật ra cái cửa đó mở ra là nó sẽ đi vào nguyên một cái khu building rất là rộng ở bên trong. Nó sẽ không có lại gây bất kỳ một cái sự chú ý nào để cho bạn biết là cái chỗ đó là cái chỗ đi vào một cái khu gì đó rất là hoành tráng. Mình thấy cái sự tôn trọng cái quyền riêng tư á, nó thể hiện ở những cái chi tiết đó, từ cái kiến trúc xây dựng đến những cái nhỏ nhặt giống như là cái sân vườn của mình. Rồi còn một thứ khác đó là ở đây họ rất tôn trọng cái sự yên lặng, họ rất ngại phải làm phiền người khác á.
gây phiền bằng tiếng ồn á. Chính vì vậy mà ở Đức á, thì ngày Chủ nhật sẽ được gọi là ngày yên lặng. Vào ngày này thì tất cả những cái máy móc trong nhà mà hoạt động có cái tiếng ồn á, hoặc là tiếng rè rè như là máy sấy, máy giặt đồ, máy rửa chén, hoặc là bạn hút bụi nhà, hoặc là bạn cắt cỏ ngoài vườn, những cái tiếng động đó đều hoàn toàn không được sử dụng. Và trong những cái ngày mà bình thường á, thì tiếng ồn phải được ngưng ít nhất là trước 10 giờ tối. Lúc đầu mình thấy cũng phiền lắm, kiểu nhiều khi nguyên ngày mình làm cái gì đó mình quên, tối mình mới nhớ chực, mình tắm xong mình nhớ chực mình bấm máy chặt mình tắm luôn. Nhưng mà khi mà quen rồi thì thật sự mình rất là thích cái ngày Chủ nhật yên lặng luôn. Kiểu cái ngày đó hả, mình ngủ nướng tới 8, 9 giờ mới thức. Và thức dậy khi bước ra ngoài đường á, trời ơi, nguyên cái thành phố, nó nguyên thành phố hay quá. Cái khu của mình là hoàn toàn im lặng như tờ. Các bạn chỉ nghe được tiếng chim hót, tiếng lá cây rào rạc, và ánh nắng nó xuyên xuống qua những cái hàng cây. Gió thì hơi lạnh lạnh xe xe, tại vì thời tiết hiện tại thì đã vào mùa xuân rồi. Rồi mình dẫn Dory đi trên đường á, trời ơi, mình thích cực kỳ luôn, thích cái cảm giác đó lắm. Siêu thị là đóng cửa vào Chủ nhật luôn mọi người, tất cả những siêu thị. GM là cái tiệm mà giống như là bán mấy cái đồ thuốc mà thực phẩm chức năng á, chứ mà tiệm thuốc nha. Tiệm thuốc hình như là Chủ nhật cũng nghỉ. Ừ đúng rồi, mấy cái hiệu thuốc là Chủ nhật cũng nghỉ luôn mọi người. Chỉ có quán ăn, nhà hàng thì được mở cửa, bắt đầu sau từ 12 giờ thì sẽ được mở cửa. Nói về cái tôn trọng cái quyền riêng tư á, thì điểm thứ ba mình muốn đề cập đến đó chính là cái việc chụp ảnh và quay hình ở ngoài đường. Thì thật sự mình một phần lý do mình ít ra video là như vậy đó mọi người. Bữa đó mình cũng đang quay phim ở trên đường, mình quay mặt của mình thôi, mình nói chuyện, sau đó mình quay xung quanh để cho mọi người thấy nhà ở sau lưng á. Thì có một cái chiếc xe đạp nó chạy ngang qua, thì người ta thấy mình quay vậy đó, người ta mới né, người ta che mặt như vậy. Và sau đó thì mình về mình tìm hiểu, mình đọc được rất là nhiều thông tin, mình mới biết được là đặc biệt là ở thành phố lớn như là Berlin thì người ta rất là không thích bị ghi hình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người ta không thích bị quay hình nhà của người ta, thì người ta không muốn nhà cửa hoặc là con cái, nhất là con nít nha. Hoặc là mặt mũi của người ta bị show tràn lan ở trên mạng chẳng hạn. Cho nên là nếu mà mình quay á, là mình phải né. Nếu mà mình đi vào những cái khu vực riêng tư giống như là khu vực nhà ở, khu vực cái nhà của dân á, có bản cái đường riêng á, là mình sẽ không được đi vô quay phim hay là gì đâu. Còn nếu mà mình quay ở ngoài đường á, thì đương nhiên không có bị cấm, nhưng mà mình cũng phải rất là hạn chế và rất là ngại khi mà phải dính người á. Mình quay cảnh mình lia rất là nhanh qua gì, mà khi mà họ tự nhiên mình cầm camera lên mình quay á, cái mình thấy một vài người nhìn mình là tự nhiên mình ngại, kiểu như xấu hổ, mình không quay nữa là như vậy. Thời tiết vào mùa xuân đẹp á, mọi người dạo này thường ra công viên picnic rất là nhiều. Nói chung mỗi cuối tuần là công viên rất là đông, họ picnic, họ chơi thể thao, rồi họ ngồi nói chuyện, uống rượu, uống bia với nhau. Có nhiều người là mặc bikini á, mọi người đi ra tắm nắng luôn. Chơi thể thao, họ cởi trần, rồi họ chỉ mặc quần short, hoặc là thậm chí chỉ mặc underwear thôi mọi người. Và họ nằm, thì nếu mà mình quay như vậy, ảnh hưởng tới cái sự riêng tư của người ta rồi. Cho nên là người ta nhìn mình cái kiểu mày làm cái quái gì vậy? Kiểu tại sao không có enjoy cái moment này đi mà đi quay phim làm gì? Đại loại là vậy á. Rồi, điều thứ hai là nói về sự thân thiện nhưng cũng không thân thiện của người Đức. Thật ra cũng khó nói lắm, tại vì mình cũng chưa có gặp nhiều người Đức. Thân thiện ở đây có nghĩa là có những người kiểu như là đi trên đường, buổi sáng mình dẫn Dory thì mọi người đi ngang mình, ai cũng kiểu như là gật đầu chào mình, say hello rồi mỉm cười hoặc là này nọ. So mình thấy rất là cởi mở với tất cả mọi người luôn á. Còn không thân thiện thì mình đi siêu thị mình gặp một số vấn đề gì đó đi, hỏi nhân viên là họ có biết tiếng Anh không, tại mình không có nói được tiếng Đức á, thì câu trả lời họ lúc nào cũng kiểu mặt lạnh tanh không kiểu gì á. Xong cái mình cũng đơ ra, ok, xong rồi mình cũng đứng đó lóng nghe lóng ngóng. Mình đứng mình nhìn thôi, tại mình cũng đang suy nghĩ là ok vậy thì dần sau mình đang có vấn đề, em muốn đổi đồ hay muốn làm cái gì đó thì sao đó. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn lại giúp mình hết. Ví dụ như họ vẫn nói tiếng Đức nha mọi người, và nhưng mà mình vẫn hiểu được là đại loại là họ nói mình muốn cái gì, mình cần cái gì, thì mình mới nói ra, mình giải thích ra, mình nói. Mình vẫn trao đổi bằng tiếng Anh và họ vẫn trao đổi bằng tiếng Đức, nhưng hai bên vẫn hiểu nhau, vậy mới hay. Có nghĩa là lúc nào mình cũng nhận được sự giúp đỡ, không bao giờ từ chối mình hết. Nhưng mà kiểu như cái cách họ nói á, thẳng ruột ngựa quá hay sao á, là mình hơi khựng, hơi khớp ngay lúc đầu. Họ không có kiểu mà sợ lợi. Có một lần mình đi in đồ, nhưng mà xong trong cái máy đó họ để giấy sai hay sao, giấy mà nó có bấm lỗ mọi người, xong mình in ra. Xong mình mới hỏi nhân viên là ủa sao giấy bấm lỗ gì, tao muốn đổi giấy đấy thì như thế nào. Mà cái bà nhân viên đó, thứ nhất là bà lớn tuổi rồi, thứ hai là bà không biết nói tiếng Đức, lòng không biết nói tiếng Anh đó. Xong rồi mình thấy bà nói là, mình hỏi bà có biết nói tiếng Anh không, có thể giúp tao được không, bà nói không. Cái mình cũng bỏ đi. Xong cái bà đi theo mình, bà hỏi mày muốn làm cái gì, cái mình mới giải thích bằng tiếng Anh đó. Mình nói là giấy có lỗi gì nè, tao đổi được không. Xong là bà bỏ hết tất cả các việc của bà, bà quay qua bà kiểm tra giấy trong hộp, rồi bà đi vô kho bà kiếm. Nói chung là bà nói bằng tiếng Đức nhưng mà đại loại bà kêu mày đứng đây mày đợi tao đi để tao đi kiểm tra cho đó. Rồi bà đi vô kho bà kiếm giấy ra cho mình, xong rồi vô kho bà bảo là giờ trong kho cũng hết giấy rồi, bây giờ tao cũng không có làm gì được nữa hết, nói chung là giờ chỉ có cái giấy này thôi. Cái mình thấy như vậy đó, ok rồi thôi, mình cũng không biết làm gì, mình tính lấy luôn cái giấy đó mình ra thanh toán. Thì bà đi theo mình, bà kéo mình lại, bà hỏi là mày có muốn cái này không.
cái xong mình mới nói là không, mình không muốn cái giấy giống vậy. Cái bà mới lấy cái giấy hồ sơ của mình, nó nói không muốn thì thôi, không cần phải trả tiền, đại loại là vậy á. Xong mới lấy cái vỏ của nó là đại loại là kiểu như là bà rất là nhiệt tình giúp mình, nhưng mà cái vẻ mặt của bà thì rất là lạnh tanh kiểu vậy. Cho nên đó là lý do mình thấy là người Đức rất là thân thiện nhưng mà lại không thân thiện. Nói chung là mình ở lâu rồi, không phải là lâu rồi, nói nghe thấy gớm không? Nói chung là mình biết rồi, mình hiểu. Mà cái sự cởi mở và open minded của họ thể hiện rất là nhiều qua những cái điểm nhỏ nhặt. Mình kể với mọi người là họ rất là thích privacy, đúng không? Cái sự riêng tư. Nhưng mà họ lại hoàn toàn rất là thoải mái khi mà mặc bikini ra công viên nằm phơi nắng giữa hàng ngàn hàng vạn người. Kiểu okay, kiểu trời có nắng, tao muốn tắm nắng thì tao đi ra công viên tao tắm. Hôm qua mình đi dẫn tôi đi ra công viên cũng vậy, thì gặp một bạn mặc cái sport đồ thể thao mà nói, mà cái bạn này thì cũng hơi, so với cái tiêu chuẩn của người Việt Nam mình là bạn này gọi là béo phì luôn, thậm chí so với tiêu chuẩn của người Đức thì bạn này cũng có thể gọi là béo phì luôn. Nhưng mà bạn lại không care, bạn vẫn mặc sport bra, rồi bạn mặc legging, bạn khoác một cái áo cardigan, rồi bạn dắt chó bạn đi tung tăng. Nói chung là nhìn rất là sexy, mình rất là thích cái vibe như vậy. Và không phải chỉ có một bạn đâu, có rất là nhiều người khác họ không có care cái vấn đề là người khác nhìn họ như thế nào và đánh giá họ như thế nào. Và thật sự mình thấy là bên đây là chắc cũng không ai đánh giá ai, kiểu như là họ nhìn họ thấy thích, thấy vui, thấy ngưỡng mộ thôi, chứ kiểu đánh giá mình theo cái hướng tiêu cực thì chắc mình nghĩ là không. Chắc đương nhiên cũng có nhưng mà không ai show ra. Mình thấy họ rất là cởi mở trong cái tư duy của họ. Ở đây mình để ý mọi người mặc đồ rất là kiểu như style, phong cách luôn mọi người. Phong cách ở đây có nghĩa là họ biết cách phối đồ với nhau. Họ thích làm cái này làm cái nọ, phối kiểu như đổi cái style, không phải đổi cái style mà là mix and match tùm lum thứ với nhau để cho ra một cái phong cách cá tính riêng của họ. Chứ không, mình không có nói tới cái việc mà họ thích sử dụng thời trang nhanh nha. Rồi họ thích thể hiện cá tính của họ qua mái tóc nữa. Ở đây mình thấy hả, người ta nhuộm và người ta cắt rồi rất là nhiều kiểu và rất là nhiều thứ luôn. Có mấy bạn cắt cái mái ngang này xé ở trên này nè, rồi có mấy bạn thì cạo hai bên nhuộm hồng nhuộm đỏ. Mình rất là thích nhìn những cái bạn mà nhuộm tóc màu hồng với màu đỏ, cho nên là mình cũng đang suy nghĩ không biết có nên nhuộm màu thành màu hồng không. Nhìn nó đẹp mà nó cá tính mà nó ngầu mà nó khô phải. Trang điểm, còn cái trang điểm ở đây cũng vậy nữa, giống như chia ra hai trường phái, một là có trang điểm hay là không trang điểm. Ủa nói gì phải cũng nói nữa. Ý mình đây là ví dụ như phong cách của Hàn á là nó muốn trang điểm như không trang điểm, có nghĩa là nó có trang điểm nhưng mà nó muốn mọi người nhìn vào thấy một cái sự tự nhiên giống như là không có trang điểm. Còn ở đây thì không nha, trang điểm là phải ra trang điểm, mà không trang điểm thì không trang điểm luôn, chứ không có kiểu mà trang điểm như không trang điểm. Ok, thì đó, có một số bạn thì kiểu như xinh cho nên là nét méo cần trang điểm, chỉ cần đeo mắt kính đen vô thăm son thấy đẹp. Còn có nhiều bạn rất đẹp nhưng mà vẫn rất thích trang điểm, rồi trang điểm rất là sắc nét sắc sảo, mascara màu son. Thậm chí những cái bà lão, có lần mình đi làm giấy tờ mình thấy bà lão tóc trắng bạc phơ luôn, nhưng mà bà đẹp, trời ơi, bà đánh cái con mắt màu xanh blue á mọi người, màu xanh da trời á, môi đỏ, mascara chuốt hai cái má hồng, nhưng mà nhìn không lố lăng nha, rất là đẹp. Đeo một cái dòng chuỗi trắng, mặc cái vest váy, cái váy vest xuất sắc, nhìn bả giống như là Marilyn Monroe mà 90 tuổi vậy đó. Đẹp lắm, đẹp. Whatever, tôi đang nói cái gì? Tôi đang nói về sự cởi mở, về thẩm mỹ, về văn hóa, về ngoại hình của người Đức ở đây. Nó làm cho tôi rất là thích, nó làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn. Dù tôi có mặc cái kiểu gì ra đường thì nó giống như là cái phong cách của tôi như vậy đó, chứ không phải là tôi là một người lượm thượm hay là tôi người không chỉnh chu. Mọi người hiểu không? Kiểu vậy, nhưng mà lượm thượm không chỉnh chu thì nhìn cũng biết cho mọi người, chứ không phải là phong cách đâu. Mình muốn nói tới đó là việc tái sử dụng. Tái sử dụng trong hệ tái chế nha. Tái chế thì mình chưa có quan sát đủ, nhưng mà cái này là tái sử dụng. Cái văn hóa, phải gọi là văn hóa luôn á, tái sử dụng ở Đức phải gọi là đỉnh. Nói từ chuyện nhỏ nhất ha, có nghĩa là những cái chai nước mà các bạn uống á, thì những cái chai nước nó có dấu hiệu mà tái chế thì bạn có thể đem lại siêu thị đổi một chai như vậy là 0.25 euro, 0.25 cent, 0.25 cent chứ. Ủa, 0.25 cent với 0.25 euro giống nhau không ta? Sao tự nhiên ngu nghe nhỉ? 0.25 euro đó, có nghĩa là 25 cent đó mọi người. Đúng rồi, tự nhiên 0.25 cent là gì? Ok, đó. Còn bia cũng vậy, bia thì lúc trước á là mình uống chai bằng thủy tinh, chai thủy tinh, chai bằng sành, bằng sứ, bằng cái chai nâu nâu á, thì cái chai đó nó rẻ, đổi chỉ được có 8 cent thì phải. Nhưng mà bây giờ nó có cái nhãn chai nhựa thì nó đổi bằng giá với chai nước suối, chai nước trái cây luôn. Ở ngoài siêu thị hoặc là ở một số nơi á thì họ, các bạn sẽ thấy họ đặt một cái booth, giống như một cái thùng sắt to vậy đó, thì đi kia là nhận những cái đồ á, đồ quần áo hoặc là
tất tần tật những cái gì mà bạn không muốn xài nữa, mà bạn không muốn dùng hoặc là bạn chưa cho ai được, thì bạn có thể đem ra để vào trong cái thùng đó, thì sẽ có người, người ta đi thu gom và người ta phân phát lại cho người nghèo hoặc là phân phát lại cho những cái người cần đó. Ngoài ra còn có một văn hóa là cho đồ mà mình thích cực kỳ thích. Các bạn thấy cái cây sau lưng của mình là được cho mình xin á, ở đây người ta cho đồ nhau rất là nhiều, và cái đồ người ta cho là toàn là đồ xịn không mọi người. Mình có thể đến kể đến như là người ta cho sofa nè, người ta cho tivi nè, người ta cho bàn, cho ghế nè, người ta cho giường, cho nệm, cho chăn, nói chung tất tần tật những cái gì người ta không muốn xài nữa mà vẫn còn hoạt động tốt thì người ta sẽ đăng lên người ta cho. Hoặc là khi mà người ta phải chuyển nhà, người ta không có đem đồ theo được hết á, người ta sẽ đăng người ta cho. Và cái cách cho người ta làm cho cái người nhận cảm thấy rất là được trân trọng. Bữa nào mà mình rảnh mình sẽ khoe cho các bạn, không ra là mình lụm đã được, mình lụm chắc cả được 5-6 cái túi sách rồi đó. Là người ta chuyển nhà, người ta không sách theo hết thì người ta sẽ để cho một cái hộp giấy, người ta sẽ để trước cửa, người ta có cái bảng. Khi mà bạn đi ngoài đường, thấy một cái túi giấy hoặc cái thùng giấy nào đó mà người ta để ngoài cửa là đồ đó, những đồ đó là những đồ được cho. Các bạn có quyền lại lấy, bạn lại coi, bạn thích cái gì bạn lấy cái đó, bạn muốn lấy hết cũng được. Mình xin được rất là nhiều thứ mọi người. Cái ghế làm việc của mình cũng xin nè. Rồi bữa mình đi trên đường thì mình thấy có một cái lò, cái toaster, cái lò mà nướng bánh mì á, mình thấy để trước cửa. Thì đó, rồi mình thấy mình lụm luôn. Như bản thân mình là bữa trước là mình vừa mới cho một cái máy hút bụi. Cái máy hút bụi đó không phải của mình, cái máy hút bụi đó của chủ cũ người ta để lại. Mà nó hút hơi yếu, nó vẫn hút được nếu mà nhà không có nuôi thú cưng. Bàn tay chân quá. Chưa có không nói chuyện được luôn. Mình lên group mình xin hỏi là có ai có máy hút bụi không thì có người cho đó. Thì sau khi mình lấy cái máy hút bụi đó về thì mình cho lại cái máy hút bụi cũ của mình. Mình cũng xin cái giường cho Duri nè, cái giường của Duri xịn lắm luôn á. Cái giường này chắc cỡ 200-300 euro trở lên á, chứ không có dưới, là xịn sò lắm. Mình không biết là một phần là do cái muốn thay đổi mẫu mã hay sao, cho nên người ta cho những cái đồ rất là mới và rất là xịn. Như ở Việt Nam mình mà có cho đồ mà mình để ngoài á, mà mình cũng ngại để lấy lắm. Bản thân mình nha, lúc trước khi mình đi nè, mình cũng bỏ ra 2 thùng đồ để kế cái thùng rác của cái chung cư của mình á. Là ý mình là để cho các cô lao công á. Ừ, mà mình để tầm 2 bữa sau nó mới mất. Có nghĩa là mình đoán thôi, có nghĩa là mấy cô lao công không biết là có phải cho không hay là để đó với ý định gì, thì mấy cô không dám lấy. Bữa mình đang đi, mình cũng thấy cái thùng đồ cho rồi, để trước mặt mình rồi. Cái thấy hai thằng kia đi ngược lại, hai thằng đang nói chuyện hân hả đi hút cái thùng này rồi, dựng lại. Nó quay ngược trở lại, nó mò vô hai cái thùng, nó kiếm, nó coi ra là đồ gì nó có lấy được không. Có nghĩa là mọi người rất là kiểu là chuyện này chuyện bình thường luôn, chuyện này là cái chuyện là cái văn hóa ở đây luôn á. Người ta không có ngại khi phải đi lụm đồ á, người ta không có sợ, ngại phải nói là trời mặc gì mà đi lụm đồ, mặc gì mà đi kiểu xài đồ người ta vứt đi, kiểu người ta không có sợ người khác đánh giá mình. Hay nhở, hay. Bản thân mình thì rất là thích lụm đồ, tại vì ủa đồ free mà mọi người, thứ nhất. Cái thứ hai, đồ tốt nữa, rất là chất lượng luôn á. Ủa rồi tại sao phải lãng phí, phải ấy gì đó, người ta đem ra ngoài, người ta để, người ta cho mình một cách trân trọng như vậy rồi còn ngại còn gần gì nữa đó. Với thêm ở ngoài ở đây á, là cái ra ngoài đường á, giữa người giàu với người nghèo á, bạn khó phân biệt được qua cái cách ăn mặc của họ đó. Mình thấy là vậy, tại ai ăn mặc cũng khuôn ngầu hết trơn á. Chỉ khi nào mà họ bước tới cái xe của họ thì quả mai mình còn phân biệt được thôi. Chứ kiểu như bạn đi vô một cái quảng trường, ai cũng đi bộ, ai cũng ấy, bạn không có phân biệt được là ai giàu ai nghèo đâu. Chứ không nhất thiết là tôi có tiền tôi mới theo phong cách đó, mà tôi không có tiền thì tôi lại không được theo. Rồi một cái văn hóa tiếp theo mình khá là thích, đó là văn hóa về thú cưng, thú nuôi. Ở đây hầu như là mình thấy mọi người rất là thân thiện với chó hoặc là vật nuôi thú cưng trong nhà. Ở đây hầu như thì mình thấy mọi người thường nuôi mèo nhiều hơn nuôi chó. Bởi vì đơn giản thôi, họ phải đi làm, mèo thì nó sẽ ít men hơn là chó, nó ít yêu cầu là phải dẫn nó đi ra ngoài hay là nó ít năng lượng hơn. Là chó có thể được đi lên tàu điện ngầm nè, nói chung là tất cả các phương tiện công cộng thì chó mèo đều được đi hết. Chỉ có vào siêu thị hoặc vào tiệm thuốc thì thú cưng không được vào thôi, còn hầu như là mấy chỗ khác là đều được vào hết. Những nhà hàng quán ăn chỗ nào mà không cho chó vào thì sẽ để bản, còn nếu mà không để bản thì hầu như là được vào đó. Và ở đây có rất nhiều công viên cho chó. Hôm nay tụi mình đi chắc cũng có 4-5 cái công viên rồi đó. Thì trong một công viên to thì họ sẽ chừa ra một cái khu nhỏ, họ rào lại để cho chó có thể vô trỏng chạy chơi. Gặp tất cả mọi người là chưa bao giờ có ai lại có một cái thái độ gì mà gọi là ghét bỏ hay là xua đuổi xa lánh ghê tởm Duri hết trơn á. Có một lần mình gặp cái người đó thì có vẻ như là họ dị ứng với lông chó. Thì bà thấy Duri thì bà mới ngồi nép vô phía trong. Thì mình thấy như vậy mình cũng đứng mình ngăn giữa Duri và mình với bà để mình ngăn lại. Nhưng mà kiểu lúc đó mình thấy ba đeo khẩu trang lên thì mình đoán là ba bị dị ứng, chứ không phải là vì người ta ghét thú cưng. Ok, nói về work-life balance thì cần phải nói đến những cái ngày nghỉ cuối tuần.
vào những ngày nghỉ cuối tuần thì thật sự là nghỉ nha mọi người, là hoàn toàn không có nhắn tin, đồng nghiệp thì nhắn tin cho nhau, sếp nhắn tin gì cho nhau gì hết. Nói chung là bắt đầu từ tối thứ sáu đến sáng thứ hai là off, tất cả mọi người off, sống cái cuộc đời của họ. Mạnh ai đấy sống, mạnh ai đấy ăn chơi xa đọa hút chích hay là cái gì đó là của họ. Cuối ngày đó rồi có chuyện cấp bách gì cũng không có làm hết nha, cấp ở đâu không, trừ khi là báo trước, trừ khi là mọi người nói cuối tuần này là phải launch cái sản phẩm này, chúng ta làm tăng ca, đó là khác ha. Chứ còn nếu mà những ngày bình thường cuối tuần là im lặng hoàn toàn thì điều này mình thấy khá là khác so với cái văn hóa làm việc ở Việt Nam mà mình từng trải nghiệm. Lúc mình hồi còn làm sale á, ôi giời ơi, 2 giờ khuya sếp nhắn tin, sếp gửi mail xong rồi sếp nhắn cho cái tin anh mới gửi cho em bản kế hoạch đó, anh nhớ đọc nha, bla bla. Còn sáng 6 giờ lỏng điện rồi đó, mà tối anh gửi email đọc chưa, cái này mình cần phải chạy sớm chạy gấp đó, không thôi là không kịp, bla bla bla. Viết rồi đó, mình thấy điện thoại mình sợ luôn á, cái thời mình còn làm sale bán sữa của Hà Lan đó mọi người. Mình nói chung là thấy điện thoại mình sợ luôn á, tối mà 11-12 giờ mình ngủ là mình phải dùng cái điện thoại mình giấu nó dưới gối, mà lại cũng không dám tắt tại vì sợ nếu mà mình có lỡ bỏ nhỡ một cái thông tin gì đó mà đang gấp, mà cần sáng hôm sau cần phải chạy hoặc là cái gì đó thì phải làm sao, ghép ruột lại không có bé lên cái mẹ gì hết đó. Vậy thôi thì đương nhiên ở đâu thì cũng có tình huống này tình huống nọ ha, đúng rồi, ở đâu mà chả có này chả có nọ. Mình đang nói đây là nhìn chung, mặt bằng chung mà mình quan sát được thì tạm thời đó là những thứ mà mình quan sát và trải nghiệm được khi sống ở Đức gần 3 tháng rưỡi. Mình cũng nói luôn là sau này ví dụ như mình được trải nghiệm nhiều hơn hoặc là quan sát nhiều hơn và sẽ có những cái suy nghĩ khác hơn, biết đâu mình sẽ nói khác đi so với những gì mình đã nói nãy giờ, thì hy vọng là các bạn cũng thông cảm nha. Tại vì đó là cái quá trình phát triển tự nhiên của con người mà ở những thời điểm khác nhau, cái tâm sinh quan của mọi người sẽ khác nhau. Con người người ta involve lên, người ta sẽ suy nghĩ khác nhau thì người ta sẽ nói khác nhau thôi. Mình không biết mình đang nói gì đâu. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến hết video này. Hy vọng là mọi người không có chán khi nghe mình nói chuyện. Và nếu mọi người thích những dạng như thế này á thì hãy like video này cho mình nha. Nếu mà có thích hơn nữa thì có thể comment cho mình biết những cái topic các bạn muốn nghe. Thì hy vọng là mình sẽ có thời gian để làm cho mọi người. Bye bye. Chúc một ngày nắng ấm. Bye.